Bài tập tiếp theo của ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình upload email. Ở đây mình sẽ có một thông tin của một user. Ở đây bao gồm ID, name và photo. Ví dụ mình nhập vào là PD01. Tên là. Ở đây mình sẽ chọn một cái photo. Sau đó mình bấm save. Thì thông tin của người dùng sẽ được đưa lên server và nó sẽ hiển thị lên table, hoặc là mình sẽ thêm vào một user nữa, ví dụ như là PD02 Nguyễn Thị Nở. Ở đây mình có thể sửa. Ở đây mình sẽ sửa ảnh khác, ví dụ Nguyễn Thị Nở 22 mình sẽ lưu lại. Thì đây các bạn thấy thông tin đã được sửa. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn init code. Đầu tiên mình sẽ new một project. Ở đây mình sẽ đặt tên là upload photo. Ở đây chúng ta sẽ có hai file. Ở đây chúng ta có hai file info và vinfo. Và ở đây mình cũng có thêm hai cái thư viện là common file upload và common io. Thì đây các bạn sẽ download hai cái thư viện này vào về và bỏ vào project. Đầu tiên thì các bạn sẽ download thư viện. Các bạn có thể search Google là common thì đây bạn sẽ sử dụng vào common file io. Ở đây mình sẽ là vào apache.org. Chúng ta vào thư mục là download. Và ở đây chúng ta sẽ download cái file này xuống. Tiếp theo chúng ta sẽ download cái common file upload. Thì các bạn search là common file upload. Thì các bạn cũng vào trang là common-apache.org này. Bạn bấm vô là file upload. Thì đây nó sẽ có một cái phần là download, thì các bạn sẽ có thể download xuống. Và ở đây các bạn sẽ download cái bản mới nhất ở đây. Ở đây là bản 1.4. Sau khi các bạn download về thì các bạn sẽ add vào trong project của chúng ta. Ở đây mình sẽ add vào trong file thư viện. Comment file upload trong thư mục là comment file upload này, các bạn chọn là comment file upload 1.4. tiếp theo là mình sẽ add comment file io và mình chọn là comment io 2.6. Đây là hai file thư viện mình vừa mới download về các bạn. Rồi, sau đó mình tiến hành cài đặt code. Thì ở đây mình sẽ có một cái đây mình sẽ tạo ra một class là info. Đây mình sẽ cho một cái package. Đây mình sẽ cho package là
đặt cái tên là Upload Controller và các bạn bấm Finish. Thì ở trong file upload này, trong file info này mình sẽ khai báo các cái thuộc tính cho nó. Ở đây thì chúng ta sẽ cần ba cái thuộc tính ID, name và photo. Và sau đó các bạn sẽ tạo ra hàm constructor và getter setter cho nó. Hàm constructor không có thông số. Hàm constructor có thông số. Và các getter setter. Sau đó bạn sẽ tạo ra một cái info del. Trong cái info del này các bạn sẽ khai báo một cái public list info. Bằng new arrival. Thì trong cái file info này các bạn sẽ viết cho mình một số cái phương thức sau. Đầu tiên là phương thức là file by ID. Tìm một cái thông tin người dùng. Tiếp theo là update thông tin người dùng. Này là thêm người dùng mới. Đây là xóa người dùng theo ID. Ở đây mình sẽ viết một cái hàm dummy data. Dummy data này add vào cho mình, này add tự động cho mình là 5 sinh viên, là 5 nhân viên các bạn. 5 thông tin nhân viên. Và ở đây mình sẽ viết một cái hàm là get on để đưa tất cả các cái nhân viên này ra ngoài màn hình. Rồi tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ new ra một cái class, một cái file CSV là view info. Thì cái view info này các bạn sẽ có ở trong cái file này. Đây các bạn, view info này. Thì các bạn sẽ lấy ở trong này. Rồi sau đó bạn sẽ copy cái view info này, các bạn bỏ vô trong phong file. Đây là trang view info của chúng ta. Bạn có thể format code lại. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tạo ra cho mình một cái servlet. Đây mình sẽ tạo ra một cái info servlet. Trong cái info select này mình sẽ request dispatcher về vinfo. Ở đây mình sẽ khai báo một action bằng request get parameter action. Và ở đây mình sẽ viết một cái hàm kiểm tra. Đây mình khai báo một cái DO. Sau đó mình sẽ kiểm tra. Nếu cái action này bằng null hoặc là cái action này bằng rỗng thì mình sẽ chạy về cái vinfo. Sau đó mình sẽ chạy chương trình. Các bạn bấm chuột phải. Bấm run file.
thông tin của chúng ta đây. Ở đây thì do của chúng ta nó không có hình ảnh nên là nó sẽ bị lỗi ở đây các bạn. Tiếp theo mình sẽ hiển thị cái danh sách của cái nhân viên này từ cái list hiển thị lên trên Sable. Các bạn vào trong cái trang vinfo, thấy đây các bạn có thể xóa bớt những cái này đi, các bạn để lại một cái thôi. Thì đây mình sẽ viết một vòng for các bạn, C2.for(x). Rồi đây là vòng for của chúng ta. Cái item này thì nó sẽ bằng cái list info bên này. Đô la mở ngoặc đóng ngoặc item. Rồi. Các bạn nhớ nó sẽ add cái JSTM này vào. Ở đây mình sẽ không cần khoan cần cái này đã. Thế đây mình sẽ là đô la mở ngoặc đóng ngoặc item.photo. .id item.name. Ok. Và mình sẽ chạy lại chương trình. Các bạn bấm chuột phải và run file. Rồi ở đây nó sẽ chạy ra cho các bạn là các cái thông tin ở trong cái list của chúng ta. Do lúc nãy của mình chạy qua một lần rồi, chạy lần thứ hai thì nó sẽ add hai lần diễn ra cho các bạn là 10 thông tin. Ok nha. Rồi tiếp theo mình sẽ viết cái custom s. Thì các bạn vào cái info này các bạn sẽ viết cái custom s. Thì cái custom s của chúng ta thì các bạn sử dụng là nó sẽ redirect về cái file info service cho hỏi chấm action bằng add or edit và qua bên cái info service này thì chúng ta sẽ viết một cái switch key action. Thì các action đầu tiên của chúng ta là head or edit. Ở đây mình sẽ khai báo một cái ID, cái info và name. Sau đó thì trong cái head or edit này các bạn sẽ viết như thế này. ID bằng request.getParameter, request.getParameter bằng ID. Nếu cái info này bằng do.file, nếu mà cái do info này bằng null có nghĩa là nó không tìm thấy các bạn. Không tìm thấy thì nó sẽ new cho mình một info. Ngược lại, được chưa? Ở đây thì nó sẽ tìm thấy. Tìm thấy thì nó sẽ lấy cái info này, nó sẽ bỏ vô cho chúng ta. Và nó sẽ set cái action này là bằng say on update và nó sẽ request dispatcher qua info. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra một cái trang info. Thì trong trang info.csp này thì chúng ta sẽ lấy trang này bỏ vào.
Sau đó thì nó sẽ chạy qua trang info này. Chúng ta sẽ format lại code. Rồi chúng ta sẽ chạy thử. Info sẽ black. Sau đó bấm Head Start thì nó sẽ chạy qua trang info. Ok. Sau đó chúng ta sẽ viết là luôn cái sự kiện là edit. Ở đây là add or edit. Thì trong cái edit này thì các bạn sẽ viết ở trong cái vinfo. Thì trong cái hrefs edit này chúng ta sẽ chạy qua action. Đây các bạn. Nó sẽ action như này. Và id bằng bằng item.id. Tương tự như vậy thì các bạn có nút delete. Đây thì action của nó là bằng delete. Đây là add và edit và delete. Thì ở đây thì chúng ta sẽ bấm F5 lại. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào edit. Thì ở đây các bạn thấy add or edit ID bằng PD1. Và thông tin của chúng ta chưa hiển thị lên. Thông tin của chúng ta chưa hiển thị lên là do chúng ta chưa add vào cái trang info. Các bạn vào trang info này thì chúng ta sẽ add thông tin vào. Ở đây ID thì ở đây mình sẽ cho nó một cái value. Value của chúng ta sẽ là đô la mở ngoặc đóng ngoặc. Mở ngoặc đóng ngoặc gì thì các bạn qua bên này. Đây, mở ngoặc đóng ngoặc là info này. Info này chấm id. Rồi cái này là info chấm này. Ok. Và chúng ta sẽ chạy lại. Rồi, các bạn thấy hiển thị lên đây. Tiếp theo chúng ta sẽ viết cái bottom say. Ở đây thì chúng ta sẽ viết nút add trước các bạn. Thêm dữ liệu vào trước. Các bạn vào trong cái info select thì chúng ta sẽ viết tiếp cái sự kiện là trường hợp thứ hai say or update. Ở đây chúng ta sử dụng là try catch và chúng ta sẽ break nó lại. Ở đây chúng ta sẽ upload một email. Để upload một email thì các bạn sẽ có một số cái trường. Thì các bạn thấy, các bạn vào file upload. Đây, common file upload này. Cái trang web lúc nãy chúng ta đâu về các bạn. Các bạn vào cái user guide. Các bạn vào cái chỗ mà the symbolic key và các bạn sẽ copy cái đoạn này bỏ vào trong cái project của chúng ta. Bạn copy bỏ vào. Sau đó các bạn format code. Các bạn bấm là alt shift f. Rồi sau đó các bạn sẽ add thêm cái thư viện vào. Ở đây mình sử dụng là thư viện là common.fireplot.
Sau đó chúng ta vào cái file weblog đó và các bạn vào phần là process upload file. Thế đây các bạn sẽ copy cái đoạn này vào. Phần này chúng ta không cần thì các bạn có thể bỏ đi. Rồi, ở đây thì chúng ta có thể in ra cái file của chúng ta xem. Ở đây thì bạn sẽ sử dụng là cái system string name và string value. Vậy các bạn có thể sử dụng là string name và string value bỏ vào đây. Sau đó thì mình sẽ in ra màn hình. Name cộng giá rồi chúng ta sẽ chạy thử. Nó không in là gì. Ở đây các nó không in là gì hết các bạn. Không in là gì hết là do mình chưa có action nó đi các bạn. Ở đây thì mình sẽ cho nó là đô la action. Mình chưa có action về cái select. Thì ở đây mình sẽ action về info select. Info select dấu hỏi chấm action. Thì ở đây mình sẽ action về nó. Ở đây mình sẽ cho nó một cái action về cái select. Rồi, sau đó mình sẽ chạy lại chương trình. Rồi, sau đó mình bấm S. Nhập vào PD999 tên là Hải Na. Rồi, sau đó bấm Save. Rồi nó action về đây. Ok. À, chúng ta sẽ kiểm tra. Thì đây các bạn thấy mình sẽ có là ID là bạn PD999 và name là bạn Hải Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo một cái Hmap. Và chúng ta add thêm thư viện Hmap vào. Và chỗ này mình sẽ gọi cái field này. Field.put bằng item.getName. Item.getString. Và sau đó mình sẽ lưu lại. Ngược lại thì chúng ta sẽ kiểm tra cái này nè. Đây mình cho nó cái file name là bằng item.getName. In ra cái file name này ra màn hình để cho coi cái file name, cái tên của cái photo của mình in ra như thế nào. Sau đó mình sẽ kiểm tra. Nếu mà cái file name bằng null hoặc là bằng rỗng thì mình break ngược lại. Ngược lại thì mình sẽ gọi ra một cái đường dẫn. Cái đường dẫn này thì mình sẽ tạo ra một cái upload ở trong cái project của chúng ta và chúng ta sẽ up cái hình ảnh đó lên trên project của chúng ta. Thì ở đây các bạn vào cái thư mục là webpage, bấm vô webpage, bạn bấm chuột phải và các bạn lưu cho mình một folder là upload. Ở đây các bạn webpage này upload.
Thì chạy tới đây thì chương trình của chúng ta nó sẽ up cho mình một cái email vào thư mục là upload. Sau đó thì mình bắt đầu là mình sẽ viết tiếp. Rồi. Kết thúc vòng lặp quay quá. Đây là kết thúc vòng lặp quay này. Và mình sẽ bắt đầu, mình sẽ gọi một cái ID. ID bằng get ID. Và mình sẽ kiểm tra cái này trong database. Nếu cái DO này chấm file ID này mà không tìm thấy thì chúng ta sẽ lưu vào. Cái này là lưu mới một cái info. Rồi, chúng ta sẽ chạy chương trình. Sau khi mà nó lưu là info thì chúng ta sẽ cho nó hiển thị lên lên trên view luôn các bạn. Thì cái đây các bạn muốn hiển thị lên view thì các bạn sẽ cuối cùng này bạn sẽ in ra đây click info và các bạn vào trong cái info DAO này, các bạn sẽ comment là cái dummy data này đi, mình không cần cái dummy data này nữa và các bạn chúng ta sẽ chạy chương trình. Rồi chúng ta sẽ new một cái. PD999 tên là Nam NV và đây mình sẽ add một cái ảnh vào, chúng ta bấm save rồi cái ảnh số 2. Sau đó thì chúng ta vào cái thư mục photo này, chúng ta bấm chuột phải chọn property, chúng ta xem thử trong cái thư mục photo của chúng ta này nó có email đã được upload vào không. Các bạn vô thư mục là bill, sau đó bạn vào thư mục web và đây chúng ta sẽ có một cái thư mục là upload và chúng ta mở thư mục upload vào. Đây chúng ta sẽ có một cái ảnh ảnh 2.jpg. Thì các bạn thấy ảnh 2.jpg ở đây thì các bạn thấy mình đã hiển thị được cái ảnh này vào trong mình upload một cái ảnh này vào trong cái folder của chúng ta. Và nhiệm vụ của chúng ta tiếp theo là gì? Hiển thị cái thông tin cái ảnh này lên, hiển thị cái ảnh này lên. Thì hiển thị cái ảnh này lên thì các bạn vô trong cái view info. Đây trong cái view info này, cái này thì mình sẽ hiển thị cái ảnh này lên. Đây photo này các bạn. Thì đây chúng ta chỉ cần viết một cái lệnh if đơn giản thôi. Nếu mà cái photo này hoặc là các bạn viết bình thường như thế này cũng được. Ở đây mình sẽ cho là một cái email. Ở đây thì mình sẽ có là thư mục là upload, sau đó là tên của photo và chúng ta sẽ chạy lại. Đây các bạn. Ở đây thì mình sẽ cho cái hình ảnh này sẽ nhỏ lại. Nhỏ lại thì các bạn sẽ cho thuộc tính width. Ví dụ như là width mình sẽ cho nó là 80 hay của nó là khoảng 70 thôi. Cho nó nhỏ lại. Rồi, ở đây thì các bạn thấy mình đã upload được cái ảnh lên. Chúng ta sẽ test lại. PD02 biến thị nở. Hai Nguyễn Thị Nở server. Thì đây chúng ta đã có PD02 Nguyễn Thị Nở. Rồi tiếp theo mình sẽ edit đó. Thì các bạn bấm vô edit thì nó hiển thị lên thông tin và cái photo của chúng ta nó sẽ hiển thị ở đây. Thì cái photo bạn muốn cái photo hiển thị thì chúng ta sẽ viết là một câu lệnh ZTL vào trong này. Thì ở đây mình sẽ viết ở trong này này photo này ở đây. Thì ở đây mình sẽ cho một cái email nữa các bạn, img xrc
Đây mình cũng cho thuộc tính là width bằng 80 và height bằng 70. Ở đây thì mình sẽ có một cái thuộc tính là check. Ở đây mình sẽ viết một cái lệnh là c2.x là if mà cái đô la photo item info này chấm photo này mà khắc luôn đó, khắc luôn thì mình mới hiển thị, còn không thì mình không hiển thị. Đây mình sẽ là upload sheet đô la mở ngoặc đóng ngoặc info chấm photo mà chúng ta sẽ test lại chương trình. Rồi thì đây là các bạn được chưa, sau đó chúng ta sẽ sửa thì ở đây các bạn vào trong cái info select này, thì đây các bạn thấy cái chương trình của chúng ta nó nằm ở đây. Đây là lưu lại thì nếu bằng null thì chúng ta sẽ là thêm mới, ngược lại của trường hợp null thì nó sẽ là khác null, có nghĩa là tìm thấy thì chúng ta sẽ sửa nó thì chúng ta sẽ viết như thế này. Đây ngược lại thì các bạn thấy mình in ra là tìm thấy này, thì mình sẽ new một info, sau đó mình sẽ set cái id vào, set name vào, được chưa? Mình sẽ kiểm tra cái file này, nếu file này bằng null á thì mình sẽ lấy cái info cũ bỏ vô, lấy cái cũ bỏ vô, còn ngược lại thì mình sẽ set info. Rồi sau đó mình sẽ gọi cái hàm là update, thì đây là cái chương trình chúng ta update thông tin. Rồi chúng ta sẽ lưu lại và chúng ta sẽ chạy thử cho các bạn xem. Chạy lại này. Rồi mình sẽ tập lại một cái một thứ đó. PD999 này, tên là Hải Nam. Đây ảnh số 5. Đây các bạn bấm edit, mình sửa chữ Hải Nam thành chữ Nguyễn Văn Nam đi. Và chúng ta sẽ đổi một cái email khác 23 này đi, chúng ta save vào. Đây nó đổi rồi, chúng ta sửa. Ở đây các bạn thấy là nó sẽ hình ảnh này, giờ mình sửa mà không đổi hình ảnh thì như thế nào. Sửa Nguyễn Văn Nam 55 update, có nghĩa là ở đây mình sẽ không sửa cái ảnh, sửa tên thôi chứ không sửa ảnh. À thì ở đây các bạn thấy cái ảnh của mình vẫn giữ nguyên, nhưng mà chúng ta đã sửa được thông tin. Tiếp theo thì các bạn viết cái sự kiện delete thì các bạn sẽ tự viết. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm sửa và hiển thị thôi.